Sam Hương. Mến chào quý cô chú anh chị, đến với shop Anh Tuyết ngày hôm nay em lên giao lưu với quý cô chú anh chị một lô linh sam đao điểm siêu bông, sam núi trái và sam hương Đài Loan nha cô chú anh chị. Shop em bao sống bao ship toàn quốc luôn ạ. Em ở Trung Hưng, Cờ Đỏ, Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0936 292 791. Em lên cây số 1 luôn nha. Đây là sam núi trái. Dạ. Cây sam núi trái là thuần chậu nha cô chú anh chị. Về mình bỏ vào chậu mình trồng thôi. Cây số 1 em giao lưu với giá là 120, chiều cao của cây khoảng 15. Chiều cao của cây 20, hoành thân của cây là 14. Cây này có giá là 120.000. Cây số 1. Sam núi trái nha cô chú anh chị. Cây số 2, chiều cao 20. Hoành thân của cây là 15. Cây này em giao lưu với giá là 250. Sam núi trái. Shop em bao sống bao ship toàn quốc luôn nha. Cô chú anh chị nào đặt cây thì nghe điện thoại nhận cây giúp em. Cây số 3. Chiều cao là 20. Hoành thân của cây là 15. Cây này có giá là 120.000. Cây số 4. Chiều cao là 30. Hoành thân của cây là 15. Cây này có giá là 150. Cây số 5. Cây số 5 chiều cao của cây là 20, hoành thân là 16. Cây này có giá là 140.000. Cây số 6. Chiều cao là 20, hoành thân của cây là 21. Cây này có giá là 120.000. Quá rẻ luôn. Cây số 7. Chiều cao là 20, hoành thân của cây là 14, cây này có giá là 150. Cây số 8, chiều cao là 20, hoành thân của cây là 15, cây này có giá là 110.000. Cây số 9, chiều cao là 20, hoành thân của cây là 18. Cây này có giá là 140.000. Cây số 10, chiều cao 20, hoành thân của cây là 12. Cây này có giá là 100.000. Cây số 11, chiều cao 20, hoành thân của cây là 14. Cây này có giá là 160.000. Cây số 12, chiều cao 20, hoành thân của cây là 15. Cây này có giá là 170.000. Ngoài sam núi trái em còn có linh sam đao điểm siêu bông, sam hương Đài Loan, bông trang đỏ, bông trang vàng nha cô chú anh chị. Cây số 13, chiều cao là 20, hoành thân của cây là 17. Cây này có giá là 150.000. Bao sống bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Cây số 14, chiều cao 20, hoành thân của cây là cây này tới 16 lận, giá là 120.000. Cây số 14, chiều cao 20, hoành thân của cây là 12, cây này có giá là 110.000. Cây số 16, cây này dáng trực lắc, hoành thân của cây là 19. Cây này em giao lưu với giá là 300.000. Cây số 17, chiều cao 20, hoành thân của cây là 18. Cây này có giá là 100.000. Cây số 18, chiều cao 20, hoành thân là 11. Cây này có giá là 90.000. Cây số 19, chiều cao 20, hoành thân của cây là 17. Cây này có giá là 90.000. Bao sống bao ship toàn quốc luôn ạ.
Cây số 20, chiều cao 20, hoành thân của cây này là 9. Cây này có giá là 90.000 luôn ạ. Cây số 21, chiều cao 20, hoành thân của cây là 12. Cây này em giao lưu với giá là 120.000. Cây số 22, chiều cao 20, hoành thân của cây là 15. Cây này có giá là 140.000. Cây số 23, chiều cao 20, hoành thân của cây là 10. Cây này có giá là 100.000. Cây số 24, chiều cao 20, hoành thân của cây là 16. Cây này có giá là 240.000. Dáng của cây này đẹp nè cô chú anh chị. Cây số 25, chiều cao 30, hoành thân của cây là 14. Cây này có giá là 200.000. Bao sống luôn nha cô chú anh chị. Cây này rất là khỏe, không có chết được. Cây số 26, chiều cao 20, hoành thân là 17. Cây này có giá là 100.000. Cây số 27, chiều cao 20, hoành thân của cây là 17. Cây này có giá là 260.000. Cây số 28, chiều cao 20, hoành thân là 12. Cây này em giao lưu với giá là 200.000. Cây số 29, chiều cao 30, hoành thân của cây là 11. Cây này có giá là 100.000. Cây số 30, đây là sam núi trái nha cô chú anh chị. Chiều cao 20, hoành thân 14, có giá là 200.000. Sam núi trái, cây cuối cùng ạ. Cây số 31 là linh sam đao điểm siêu bông nha cô chú anh chị. Chiều cao là 20, hoành thân của cây là 16. Cây này có giá là 140.000. Cây số 32, chiều cao 25, hoành thân của cây là 16. Cây này có giá là 140.000. Cây số 33, chiều cao là 20, hoành thân của cây là 18. Cây này có giá là 160.000. Cây số 34, chiều cao của cây là 35, hoành thân là 12. Cây này có giá là 190.000. Cây số 35, chiều cao của cây là 35, hoành thân là 19. Cây này có giá là 180.000. Linh sam đao điểm siêu bông. Linh sam này nó sẽ ra bông cho mình màu tím nha cô chú anh chị. Cây số 36, chiều cao là 30, hoành thân của cây là 18. Cây này em giao lưu với giá là 140.000. 140.000, bao sống bao ship toàn quốc luôn ạ. Cây số 37, chiều cao 25, hoành thân là 12. Cây này có giá là 110.000. Cây số 38, chiều cao là 30, hoành thân của cây là 20. Cây này có giá là 190.000. Cây số 39, chiều cao 30, hoành thân của cây là 21. Cây này có giá là 180.000. Hoành thân của cây bự không à. Cây số 40, cây cuối cùng linh sam đao điểm siêu bông. Chiều cao là 30, hoành thân là 16. Cây này em giao lưu với giá 160.000. Tiếp là sam hương Đài Loan nha cô chú anh chị. Sam hương cây rất là khỏe. Số 41, chiều cao là 30, hoành thân của cây là 22. Cây này có giá là 190.000. Ngoài clip em còn có bông trang đỏ nữa nha. Cô chú anh chị nào chơi bông trang đỏ thì cây số 42, chiều cao là 30,
Hoành thân của cây là 22. Cây này có giá là 160.000. 160.000. Cây số 43. Cây này cũng bự nè, chiều cao là 25, hoành thân của cây là 30. Cây này có giá là 210.000. Cũng gọi là siêu bự luôn. Cây số 44, chiều cao là 30, hoành thân là 21. Cây này có giá là 170.000. Cây số 45, chiều cao là 30, hoành thân của cây là 24. Cây này có giá là 240.000. Cây số 46, chiều cao cây là 25, hoành thân cây này tới 35. Có giá là 310.000. Cây số 46, 310.000. Sam Hương, Đài Loan. Cây số 47, chiều cao là 30, hoành thân là 22. Cây này có giá là 300.000. Cây số 47, 300.000. Cây số 48, chiều cao của cây là 30, hoành thân là 26. Cây này có giá là 300.000. Cây số 49, chiều cao là 25, hoành thân của cây là 22. Cây này có giá là 240.000. Cây số 50, chiều cao của cây là 25, hoành thân của cây là 32. Cây này có giá là 260.000. Cây cuối clip rồi nha cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ shop của em ở những clip trước. Hẹn gặp lại ạ.